Thúy Nga bức xúc khi bị dùng hình ảnh cùng với nghệ sĩ Kim Ngân để rồ. Sự việc Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân thời gian gần đây đã trở thành đề tài gây chú ý. Một vài người đã lợi dụng sự việc này để rồ cho cửa hàng. Sau khi câu chuyện Thúy Nga giúp đỡ đàn chị Kim Ngân thay đổi hình ảnh đã kéo theo nhiều sự việc không hay khiến nữ danh hài vô cùng bức xúc. Có người đã lợi dụng những tình tiết mới nhất của hai chị em để quảng bá cho cửa hàng của mình bằng cách tố Thúy Nga là kẻ ăn ké hình ảnh của đàn chị. Vừa qua thì trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một dòng trạng thái khá là bức xúc khi có người đã lợi dụng tên tuổi, cụ thể nữ danh hài viết mượn chị ca sĩ Kim Ngân để rồ cho cái tiệm của mình, xong thấy mình đưa chị đi làm tóc tai gọn gàng thì bay vô cà khịa mình để mượn cả Thúy Nga và nhắc lại Kim Ngân để rồ cho tiệm mình. Đấy là hành động tõm lợm để mọi người chú ý đến thương hiệu của mình. Theo như thông tin thì đã có một cửa hàng nào đó trước đó muốn dùng hình ảnh của Thúy Nga để quảng cáo ở nước ngoài, tuy nhiên thì thời điểm ấy Thúy Nga đã quyết định từ chối. Sự việc không thành công, chủ cửa hàng kia lại tiếp tục lấy hình ảnh của Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân để rồ. Người này đã dùng cách tố nữ diễn viên hài ăn hôi theo nghệ sĩ Kim Ngân để đánh bóng tên tuổi. Điều này khiến mọi người hiểu lầm về mẹ của bé Nguyệt Cát. Câu chuyện Thúy Nga giúp đỡ đàn chị là một hình ảnh đẹp nương tựa và hỗ trợ nhau ở xứ người. Nhưng với vài cá nhân thì lại cho rằng nữ danh hài đang mượn hình ảnh của Kim Ngân để gây chú ý. Khi chia sẻ về nghệ sĩ Kim Ngân, Thúy Nga nói, mọi người luôn bảo nhau rằng không nên để chị Kim Ngân nhìn thấy những gì liên quan đến sân khấu hoặc là ca sĩ. Nếu không chị ấy sẽ nhớ lại chuyện cũ và phản ứng rất dữ dội. Tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân, nhưng phải sống cuộc đời phù du nên Thúy Nga muốn giúp đỡ hết mình để hình ảnh đẹp của Kim Ngân luôn mãi trong lòng mọi người, chứ không phải là một bà lão tâm trí không ổn định. Vợ của ca sĩ Bằng Kiều tiết lộ thêm về tình cảnh của Kim Ngân và nhắc nhở Thúy Nga. Vừa qua thì Charlie Phương Trinh, Thúy Nga cùng với ca sĩ Cam Thơ đã có buổi livestream giao lưu với khán giả. Tại đây các nghệ sĩ chia sẻ thêm về chuyện sống lang thang của ca sĩ Kim Ngân nơi xứ người. Bên cạnh đó thì danh hài sinh năm 1976 cũng lên tiếng giải thích bên vực cho Cam Thơ trước những lời chỉ trích không đáng có từ một số cư dân mạng. Cụ thể Thúy Nga tiết lộ, mình vừa đi thăm Kim Ngân về, chị rất tỉnh táo và nói chuyện đâu ra đấy. Về chuyện có bình luận cho rằng Cam Thơ cười cợt, thấy Kim Ngân mà không giúp, cô khẳng định điều đó là hoàn toàn sai. Cam Thơ giúp tôi nhiều lắm, chị Kim Ngân hay ngủ ở gần nhà chị Cam Thơ, cứ mỗi lần thấy chị Kim Ngân là Cam Thơ gọi điện báo cho tôi để tôi qua đấy. Và tôi biết chỗ chị Kim Ngân ở đâu, cho nên tôi cứ tự mà qua, không cần phải tìm kiếm chị Kim Ngân như hồi trước. Tôi cũng cảm ơn cả chị Trady Phương Trinh đã cho tôi giấy tờ của chị Kim Ngân, Thúy Nga chia sẻ. Vợ cũ của Bằng Kiều cũng lên tiếng trước sự việc này. Cô chia sẻ rằng mình hỗ trợ được gì đều giúp cho Thúy Nga và thấy tội cho Cam Thơ. Được biết, từ khi Kim Ngân nhận được nhiều sự chú ý, liền xuất hiện bình luận quay qua chỉ trích vợ của nhạc sĩ Quang Lê và ca sĩ Trady Phương Trinh. Giọng ca muôn màng bộc bạch, mọi người nói họ làm ngơ mà đâu biết rằng không phải ai cũng đến gần được chị Kim Ngân. Nhiều người hiểu lầm chúng tôi, họ nói vì sao chị Kim Ngân bị gia đình ruồng bỏ, chồng cũ, mẹ đẻ ruồng bỏ mà không ai giúp. Chuyện đó là không có, gia đình chị Kim Ngân cũng từng muốn đưa chị ấy về nhà. Mẹ chị Kim Ngân còn chuẩn bị cả nhà cho chị ấy về, nhưng chị ấy không chịu về. Cảnh sát tới nhưng không làm gì được, vì cứ hễ cảnh sát tới là chị ấy lại tỉnh, nói chuyện như không hề bị gì, Trady Phương Trinh nói. Vợ cũ của Bằng Kiều cũng đưa ra lời nhắc nhở Thúy Nga khi để cho Kim Ngân trong tình trạng không tỉnh táo lên xe. Ở Mỹ người ta rất nghiêm trọng vấn đề này, nếu chẳng may chị Kim Ngân thần kinh bất ổn mà tự nhiên mở cửa xe lao ra đường, bị làm sao, Thúy Nga sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Hay nếu như Thúy Nga mời chị Kim Ngân vào nhà mà chị ấy bị làm sao, Thúy Nga cũng phải chịu trách nhiệm. Trước đó thì ca sĩ Cam Thơ cũng đã làm một video để giải thích khi bị chê trách là không chịu giúp đàn chị, chỉ biết đứng cười cợt. Cô cho biết Kim Ngân rất dữ dằn, hay chửi bới nên mới sợ, không dám lại gần. Cam Thơ thương đàn chị và tự hỏi sao mình không nói chuyện được như Thúy Nga.
Về chuyện chị Kim Ngân chửi tôi trong lúc đi bộ ngoài đường với anh Lê Quang, người ta chửi tôi cười cọt chị ấy. Tôi cười nhưng đâu có cười chị Kim Ngân. Tôi cười vì mình bị chửi nhưng vẫn không sao. Tôi biết chị ấy bị như thế nên chỉ cười. Cam Thơ lên tiếng. Hiện tại thì trên kênh YouTube của Thúy Nga vẫn thường xuyên cập nhật tình hình về Kim Ngân. Sau khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời, mỹ nhân nổi tiếng một thời cũng đã có nhiều sự tiến triển đáng mừng về sức khỏe và tinh thần. Ca sĩ Kim Ngân sau khi được Thúy Nga giúp đỡ thì hiện tại đã không còn hung dữ và chửi bới. Tình trạng tinh thần, sức khỏe thay đổi tích cực của ca sĩ Kim Ngân khiến cho khán giả vô cùng yên tâm. Kim Ngân đã may mắn nhận được sự giúp đỡ đúng lúc của đồng hương sinh sống tại xứ Cờ Hoa là Thúy Nga. Hành trình gặp gỡ và giúp đỡ Kim Ngân được Thúy Nga đăng tải trên kênh YouTube nhanh chóng nhận sự quan tâm của cư dân mạng. Thúy Nga chia sẻ, chị Kim Ngân rất dễ thương. Chị ấy vừa bảo tôi giữ tóc cho chị ấy 3 tháng rồi làm đẹp lại. Hôm nọ làm tóc xong thì chị Kim Ngân đi ra, ai cũng khen đẹp. Mà chị Kim Ngân trông như thế cũng thích làm đẹp dữ lắm. Còn hỏi mọi người xem tóc có đẹp hay không, ai cũng khen đẹp, chị ấy rất vui. Bên cạnh đó thì Thúy Nga cũng mang nhiều quần áo do khán giả gửi tặng cho Kim Ngân. Nữ danh hài gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Khán giả đã quan tâm và gửi tặng Kim Ngân những bộ đồ rất đẹp. Sau khi được nhận quà thì Kim Ngân tỏ ra vui cùng vui mừng thích thú. Dù vậy, hoàn cảnh sống vô gia cư khiến cho Kim Ngân lo lắng khi mang đồ ở trên người, còn ngại các em tốn kém. Cô cũng ngỏ ý muốn Thúy Nga giữ hộ quần áo giùm mình. Đáp lại lời đề nghị của chị, nữ danh hài vui vẻ. Em có làm gì đâu mà tốn kém, em giúp chị Kim Ngân là em vui rồi, em thật sự muốn lo cho chị. Thúy Nga chia sẻ với khán giả, muốn đi theo Kim Ngân mỗi ngày, trò chuyện, tâm sự giúp chị mau trở lại bình phục. Nghe được điều này, Kim Ngân mỉm cười, con cũng muốn có người trò chuyện mỗi ngày, muốn học hỏi ở má. Một câu nói rất đổi bình thường nhưng xuất phát từ Kim Ngân, nó lại khiến cho người xem nghẹn ngào. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ chị đã sống cô độc quá lâu nên mới sinh ra những tính nóng nảy. Trong thâm tâm, người nghệ sĩ đáng thương hẳn muốn được tiếp xúc và trò chuyện với mọi người. Sau khi được danh hài Thúy Nga tìm cho một chỗ ở mới ở chùa của người Việt tại Mỹ để không phải đi lang thang vật vã, cụ ca sĩ Kim Ngân đã bắt đầu tập làm quen ở nơi ở mới. Tuy nhiên thì cụ ca sĩ lại yêu cầu Thúy Nga phải ngủ cùng. Nữ danh hài cũng chia sẻ hình ảnh về cuộc sống mới của Kim Ngân. Cụ thể buổi sáng thức dậy, cụ ca sĩ nức tiếng một thời đã biết cầm chổi quét sân rồi cắt hoa cỏ. Và sau khi ngủ dậy trong chùa, Kim Ngân cũng trở nên lành tính hơn, thần sắc tốt hơn. Trong lúc Thúy Nga đang make up làm tóc thì Kim Ngân cũng ngồi cùng trò chuyện. Theo lời của Thúy Nga, cụ ca sĩ thực tế vẫn lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh, Kim Ngân gọi Thúy Nga là em, nhưng bình thường lại gọi là má. Vì muốn đàn chị sớm hồi phục tâm lý, Thúy Nga tích cực trò chuyện, hỏi han và gợi cho Kim Ngân về những tháng ngày lộng lẫy của cụ ca sĩ trước đó. Mai mốt, chị Ngân phải tập make up lại cho đẹp như xưa nhé. Nhất là phải làm tóc, phải chải chuốt lại cho đẹp. Từ bây giờ, mình sẽ bắt đầu học cách tươm tất, làm đẹp lại. Không cần đẹp quá, chỉ cần trang điểm vừa thôi. Giờ mình ở chùa rồi, không đi lang thang nên không sợ ai để ý. Thúy Nga nhắc đàn chị. Nữ danh hài cũng mong muốn Kim Ngân tập dần những thói quen hàng ngày để trở lại với cuộc sống, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến chải chuốt ăn mặc. Đáng chú ý, nhân lúc Thúy Nga không để ý, Thúy Ngân đã lén lấy son để đánh cho môi hồng. Khi bị đàn em phát hiện, Kim Ngân tỏ ra khá ngượng ngùng né tránh. Không chỉ vậy, cụ ca sĩ còn muốn mua dầu gội để gội đầu và khi đi ra ngoài biết chào tạm biệt sư cô ở chùa. Không những vậy, Kim Ngân còn đòi Thúy Nga mua sữa tắm về để tắm. Đây là một sự thay đổi đáng kể vì trước đây Kim Ngân rất sợ tắm, ai bảo tắm cũng không chịu. Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, từng là giọng ca ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại giai đoạn đầu những năm 80. Bà từng có một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái xinh xắn. Nhưng vì một biến cố của cuộc đời đã khiến cho nữ nghệ sĩ thần trí không ổn định và dần dần xa lánh mọi người, rồi bị loại khỏi giới nghệ sĩ tại hải ngoại. Thất bại trong công việc, cuộc sống hôn nhân của bà gặp trục trặc và ly hôn.
Những cú sốc cứ liên tục khiến cho Kim Ngân bị sang chấn tâm lý, đầu óc không còn tỉnh táo. Và nhiều năm qua, thần trí của bà lúc tỉnh lúc mê thường đi lang thang quanh các con phố của người Việt ở Mỹ để xin ăn.